khán giả truyền hình, chào mừng quý vị khách quý và bà con nhân dân xã Thúc Kháng, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương và xã Phủng, huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên đã đến với sân chơi lưu giữ hồn quê của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chương trình lưu giữ hồn quê đặc biệt của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên chào xuân Canh Tý 2020 hôm nay, chúng ta cùng đến với vùng đất nổi tiếng với nghề chế tác kim hoàn và vùng hát chống quân giao duyên nổi tiếng. Đó là xã Thúc Kháng, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương và xã Phù Ủng, huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên. Hát chống quân xã Thúc Kháng đã được Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch công nhận là di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia. Không chỉ được thưởng thức điệu chống quân mà quý vị và các bạn sẽ còn được hòa mình vào các làn điệu hát chèo đằm thắm mượt mà của người Hưng Yên thông qua chương trình lưu giữ hồn quê giữa hai xã Thúc Kháng, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương và xã Phủng, huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên. Đây là hai địa phương có khu vực giáp danh, có mối đoàn kết, chia sẻ gắn bó với nhau từ lâu đời. Ngày hôm nay, trong sân chơi lưu giữ hồn quê của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên, chúng ta sẽ cùng nhau khơi lại những nét tinh hoa văn hóa cũng như nếp sống thường ngày để nhân lên tình đoàn kết, hữu hảo giữa hai địa phương Thúc Kháng và Phù Ủng. Và bây giờ, xin mời ra sân khấu đội tuyển xã Phù Ủng, huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên. Theo là sự hiện diện của các thành viên đội tuyển xã Thúc Kháng, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương. Đến dự chương trình ngày hôm nay, chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu có sự hiện diện của các vị đại biểu khách quý, các cụ cao niên, đại biểu nguyên là lãnh đạo chủ chốt qua các thời kỳ của hai xã Thúc Kháng và Phù Ủng, các đại biểu đại diện các ban ngành đoàn thể của hai xã và đông đảo bà con nhân dân hai địa phương đã đến cổ vũ động viên hai đội chơi ngày hôm nay. Thưa quý vị và bà con, đến dự với chương trình ngày hôm nay thì Khánh Ly xin được trân trọng giới thiệu có sự hiện diện của lãnh đạo phường Phạm Ngũ Lão, thành phố Hải Dương, kết nghĩa với xã Phù Ủng cũng đến dự. Chúng tôi cũng xin được giới thiệu thành phần ban giám khảo, trân trọng giới thiệu nhà báo Hải Đăng, trưởng phòng khoa giáo Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên, trưởng ban giám khảo. Xin được trân trọng giới thiệu ông Vũ Đình Hữu, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Thúc Kháng, thành viên ban giám khảo. Xin trân trọng giới thiệu ông Trần Công Thiện, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Phù Ủng, thành viên ban giám khảo. Để động viên hai đội chơi ngày hôm nay, xin được trân trọng giới thiệu ông Bùi Văn Cường, Bí thư Đảng ủy xã Thúc Kháng và ông Vũ Đình Hữu, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Thúc Kháng, tỉnh Hải Dương. Và cũng xin trân trọng kính mời ông Trần Công Tráng, Bí thư Đảng ủy xã Phù Ủng và ông Trần Duy Thanh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Phù Ủng, huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên sẽ lên tặng hoa động viên hai đội chơi. Tôi cũng xin được trân trọng kính mời lên sân khấu ông Hoàng Minh Đức, Thành ủy viên, Bí thư phường Phạm Ngũ Lão, thành phố Hải Dương và bà Nguyễn Thị Sâm, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường sẽ lên tặng hoa động viên hai đội chơi. Trân trọng cảm ơn những tình cảm của các vị lãnh đạo hai xã Thúc Kháng và Phù Ủng cùng lãnh đạo của phường Phạm Ngũ Lão, thành phố Hải Dương. Và bây giờ thì xin mời hai đội chơi chúng ta cùng trở lại vị trí cánh gà để bước vào phần thi đầu tiên trong chương trình ngày hôm nay. Phần thi có tên gọi Kể chuyện làng tôi. Mở đầu phần chơi kể chuyện làng tôi ngày hôm nay, xin mời đội tuyển xã Phù Ủng, huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên ra sân khấu thể hiện một tiết mục hát chèo có tựa đề Xuân mới đang về. Xin kính mời toàn thể quý vị và bà con chúng ta cùng thưởng thức. Xuân về cánh én lượn bay, trăm hoa đua lỡ đắm say lòng người. Vườn cây lộc biếc nảy trôi, sắc hương tô đẹp đất trời sang xuân. Xuân đang về trên đi quê ta đón rồi, xuân đi nhẹ nhàng tiếng hát.
vàng nghĩ xóm làng vui gần đi xa. Đào mai sắc thắm ơi biết lộc cùng tiếng nghi trên mê ca. Hoa lá reo vui vui cùng cánh đồng mây xa. Lòng sao y xuyên tha thiết cùng sắc nghi xuân đi muôn đi nhà. Xuân dịu dàng nghi thắm mê tươi áo mới. Gái quê em mi từng vân chảy hội mùa xuân, từng thôn đi xóm đi nắng tơ trái đầm ấm đi nơi nơi đất nước thêm tươi rạng ngời đón mùa xuân. Huệ lại ta đói thêm yêu cảnh càng mến đi yêu bên yêu người. Phụ ủng quê ta đang trên đà đổi mới, trai gái trẻ già nô nức mừng vui. Tự hào mảnh đất Huệ Lai với nghề vàng bạc thiết tha. Ngọt ngào biết đi bao mơ ước nghi, sức sống mơn man đi căng tràn vui khắp nhân gian nghe nồng nàn hương thơm ba lan. Mừng xuân đi mới ta sum họp hạnh phúc đi an nghỉ khang. Tiếng hát ngân vàng rộn ràng nghỉ đón mùa xuân. Lời chào cầu chúc đi hạnh phúc thời giang giới ngập tràn đi. Mừng nghi khúc nghi ca xuân nghi mới, tiếp bước cha anh nghi dặm mi trường nơi ấy biên cương nghi thiên thương trong tình nghi thương. Tình nghi xuân phơi phới ơi xây dựng đời mới. Ta thân đi trường mùa xuân thương mến đi đẹp đi những kia những đi con những con đi đường đi đi. Xin cảm ơn đội tuyển xã Phù Ủng. Tiếp theo chúng ta sẽ cùng đến với phần thể hiện của đội tuyển xã Thúc Kháng với tiết mục hát chống quân có tựa đề Lão đi hội hát chống quân. Xin mời quý vị bà con chúng ta cùng thưởng thức. Hãy subscribe.
Chào các cháu, các hội viên câu lạc bộ chống quân. Các cháu ơi, từ thuở còn thơ ông thường theo mẹ đến hội trăng rằm nghe hát chống quân. Trải qua những khúc thăng trầm, chống quân vẫn được lưu truyền âm vang. Nào các cháu ta hát sướng lên nào. Hai làng thời cách một con đi sông, chỉ dằm thời chục bước chui mà không tới bờ. Mịt mù thời khói tỏa ngàn dương thương, thì thời trọn kiếp nhớ thương nữa thời. Bốn xưa thời cùng ở một nơi, cùng ăn thời một riêng, cùng tới một dòng. Bây giờ thời cách một con đi sông, cách nơi thời họ hẹn, cách lòng yêu tư. Xin cha thời bày tỏ thực hư, để em thời còn biết mà giữ cùng. Hay, hay lắm. Đó là câu hát trao duyên giữa một người nam và một đôi trai gái đã mượn canh hát chống quân để tỏ tình. Nào, bây giờ ta cùng hát theo điệu cò lả cho vui. Sẽ đến với số điểm mà ban giám khảo dành cho hai đội trong phần thi đầu tiên. Trước tiên là số điểm mà ban giám khảo dành cho đội tuyển xã Phù Ủng với tiết mục Xuân Mới Đang Về. 9, 9 và 10, xin chúc mừng xã Phù Ủng. Bây giờ chúng ta sẽ cùng chờ đón xem số điểm ban giám khảo dành cho tiết mục của đội tuyển xã Thúc Kháng là bao nhiêu. Xin mời ban giám khảo. 10,
10 và 10. Xin được chúc mừng xã Thúc Kháng đã giành được 3 điểm 10 rất cao từ phía ban giám khảo. Thưa quý vị và bà con, xã Thúc Kháng, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương và xã Phù Ủng, huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên là hai xã có bề dày lịch sử, gồm các di sản vật thể và phi vật thể, những phong tục tập quán và những lễ hội tiêu biểu. Đặc biệt là hai làng nghề Kim Hoàn, xã Thúc Kháng và Phù Ủng đã giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho hàng nghìn lao động của hai xã, từ đó kinh tế phát triển, an ninh trật tự xã hội được ổn định. Và ngày hôm nay trong phần thi khéo tay hai nghề, chúng ta sẽ được trải nghiệm sự tài khéo của nghề chế tác vàng bạc của hai xã qua phần thi lắp các món thành lắc đeo tay. Phần thi này mỗi đội sẽ cử ra hai người chơi. Và trước khi đến với phần thi này, chúng tôi xin mời quý vị và các bạn chúng ta hãy cùng nhìn một số hình ảnh khái quát về nghề chế tác vàng bạc ở hai xã Thúc Kháng và Phù Ủng. Xã Thúc Kháng, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương chính là cái nôi của nghề chạm bạc cả nước. Vào thế kỷ thứ 15, dưới thời vua Lê Thánh Tông, Thượng thư Bộ Lại Lư Xuân Tín, một người con của làng Châu Khê, xã Thúc Kháng, được vua giao lập xưởng đúc bạc nén làm tiền tệ tại kinh thành Thăng Long. Ông đã tuyển chọn các giai đinh ở làng đưa về kinh thành làm việc, từ đó hình thành lên phố hàng bạc mà đến nay vẫn còn tại thủ đô Hà Nội. Bên cạnh đó, nghề chạm bạc cũng được duy trì tại vùng quê Châu Khê và các làng trong xã đã đến học tập mở mang nghề chạm bạc. Đến nay, đây vẫn là ngành kinh tế đem lại thu nhập ổn định cho hàng nghìn hộ dân trong xã. Nghề chạm bạc giúp cho thu nhập là cao hơn và người lao động nó đỡ vất vả hơn. Kiểu nó được ở trong nhà mình nó đỡ nắng nôi hơn, thu nhập ổn định hơn so với các nghề khác. Thợ cao nhất là khoảng hơn 9 triệu một tháng. Còn như là các cái em nhỏ, mấy cháu nhỏ đây là được khoảng 5-6 triệu. Còn các em mới học nghề và hơn 3 triệu. Xã Phù Ủng, huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên là xã giáp danh bên sông với xã Thúc Kháng, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương. Phù Ủng cũng có làng nghề bạc Huệ Lai nổi tiếng khoảng 20 năm nay. Hiện nay có trên 200 hộ sản xuất bạc. Không chỉ ở Huệ Lai mà nhiều thôn trong xã cũng mở mang phát triển nghề này. Trong quá trình sản xuất, người dân Phù Ủng thường xuyên giao lưu, trao đổi hàng hóa, học hỏi về chuyên môn cũng như kinh nghiệm sản xuất với người dân của xã Thúc Kháng. Cái nghề chế tác vàng bạc của thôn chúng tôi là xuất phát từ thôn Châu Khê, xã Thúc Kháng, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương. Bà con chúng tôi là sang đấy học nghề và truyền lại cái nghề thì mang về địa phương và phát huy cái nghề này. Từ đó đến nay rất nhiều hộ là bây giờ hiện nay là đang đi các tỉnh thành mở các cái cửa hàng, cửa hiệu và các cái xưởng để làm. Từ điểm chung là có nghề chạm bạc mà hai xã Phù Ủng và Thúc Kháng đã có nhiều bước hỗ trợ nhau trong làm ăn, phát triển kinh tế, giữ gìn an ninh trật tự khu vực giáp danh. Đồng thời, hai địa phương còn thường xuyên giao lưu về các lĩnh vực văn hóa, xã hội. Từ trước giờ là xã Thúc Kháng là có một cái làng nghề cái Kim Hoàn ở thôn Châu Khê. Từ đó thì là nhân dân ở các địa phương lân cận như Phù Ủng thường xuyên về đấy để học nghề cũng như là tiếp thu cái nghề đấy. Tất cả các học viên, cũng là học sinh ở bên Phù Ủng sang cũng như địa phương khác sang xã Thúc Kháng học nghề. Thì gần như là các nghệ nhân của thôn nhà đều tâm huyết và truyền đạt nghề cho các học viên của mình. Xã Phù Ủng và xã Thúc Kháng là hai cái xã mà khác tỉnh khác huyện, nhưng mà các đồng chí lãnh đạo của hai xã đã phối hợp nhau để cùng nhau giải quyết mọi thứ công việc cũng như là cái tình hình an ninh chính trị của hai địa phương, các cái tệ nạn xã hội của các công dân của xã lọ với xã kia. Có biết bao địa phương sông liền sông, chợ liền chợ, song để duy trì được mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị, hợp tác cùng phát triển giữa hai làng, hai địa phương như ở Phù Ủng và Thúc Kháng thì chưa phải là nhiều. Tình anh em, tình thân làng xóm láng giềng ấy của hai địa phương tuy hai mà như một rất đáng trân trọng và tự hào. Vâng, thưa quý vị và bà con, để tiện cho quý vị theo dõi và cổ vũ cho hai đội thì Khánh Ly xin được giới thiệu bên tay trái của Khánh Ly. Người chơi trong trang phục áo màu nâu và áo màu xanh là các thành viên đến từ đội Thúc Kháng. Và ở phía bên tay phải của Đăng Mạnh, người chơi nam trong trang phục áo màu đỏ và người chơi nữ trong trang phục áo màu vàng chính là hai thành viên tới từ xã Phù Ủng. Và ở phần thi này, chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu và kính mời ông Vũ Đình Hữu, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Thúc Kháng và ông Trần Công Thiện, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Phù Ủng sẽ lên theo dõi, đánh giá và cho điểm hai đội chơi. Xin được trân trọng kính mời hai ông. Đề nghị hai đội vào vị trí nhé. Bắt đầu.
khéo léo ạ. Hai người chơi đến từ xã Phù đã có được một đoạn thành phẩm rồi ạ. Cả Thúc Kháng và của mình rồi ạ. Vâng, rất là nhanh tay và khéo léo. Các mắt được nối với nhau rất là nhanh ạ. Trong thời gian là 10 phút, đội nào nối được dài hơn và đẹp hơn, đảm bảo về kỹ thuật và mỹ thuật thì đội đó sẽ giành chiến thắng. Vâng, hai đội đang thực hiện ghép các cái mắt ghép để thành một chiếc dây chuyền bạc ạ. Vâng, chúng ta đã đi đến 10 giây cuối cùng ạ. Hãy cùng Khánh Ly đếm 10 giây cuối cùng. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Hết giờ. Qua phần thi khéo tay hay làm giữa hai đội Thúc Kháng và đội Xã Phủng, thì đội Xã Phủng và đội Xã Thúc Kháng thì đội Xã Phủng về thao tác thì có nhanh hơn, nhưng về kỹ thuật thì nói chung là cũng chưa được đạt yêu cầu. Riêng quan điểm của ban giám khảo của tôi cho là xã Thúc Kháng và xã Phủng là hai xã đều được 9,5. Xin cảm ơn. Tiếp theo chúng ta sẽ cùng đến với phần thi lưu giữ hồn quê. Mở đầu phần thi này, xin mời quý vị và các bạn chúng ta cùng theo dõi tiểu phẩm của đội xã Phù Ủng có tên gọi Chung tay xây dựng nông thôn mới. Xin mời quý vị bà con chúng ta cùng theo dõi. Có phấn khởi lắm mà. Gì mà ông phấn khởi thế? Ông kể tôi nghe xem nào. Thì bà cứ ngồi xuống đấy từ từ rồi tôi kể cho bà nghe. Nói chuyện là thế này này bà. Để đạt được cái chỉ tiêu nông thôn mới ấy, thì xã đã thành lập ra ban vận động này, hiến đất, hiến ruộng để làm đường giao thông. Thế cơ à? Tôi thì này cũng được bầu vào trong ban vận động đấy. Mà nhà mình ấy là đợt này là cũng có cái thửa ruộng ở cái ngã ba đường Cánh Cung ấy, là cũng nằm trong diện hiến đất đấy bà. Ông nói cái gì chứ? Nhà mình phải hiến đất hiến ruộng à? Này, ông có biết mỗi năm cái ruộng đấy tôi dòng ngô dòng bí thu được bao nhiêu tiền không? Mà sắp tới xã quy hoạch cái khu đấy, lúc đó nhà mình cứ tha hồ mà đếm mới chứ thì ông vớ vả vớ vẩn. Bà nên nhớ rằng ấy, nhà mình là diện gia đình văn hóa, là hộ tiêu biểu trong dân thôn. Mà tôi mà không vận động được bà thì vận động được ai nữa cơ chứ? Lại, ông muốn vận động ai thì mặc xác nhà ông. Đớm nhá. Bà thì... Còn tôi á, cứ có tiền thì tôi đồng ý, không có tiền ấy hả? Muốn lấy ruộng thì phải bước qua xác tôi đây này. Này, hai cái nhà bà này. Trên bảo dưới phải nghe, không thì trên đỉa dưới phải chịu. Ôi giời đất ơi! Đấy, bà có xem đấy. Bà ấy... Ngày xưa chồng tôi hiền như nào, làm gì? Thế mà bây giờ chỉ vì tôi không hiến đất hiến ruộng, giữ như quất cọp thế này. Lại có muốn nữa không? Đã thế thì ông đánh một trận này. Ôi trời ơi, hai ba có chuyện gì mà có tiếng thế ạ? Ôi trời ơi, có phải giải quyết ngay cho tôi. Đấy bà con xem. Trời ơi, hai ba có chuyện gì vậy? Chào cô Tâm, mời cô vào trong nhà uống nước. Tôi thì tôi về bàn với bà nhà tôi là để hiến cái mảnh ruộng ở ngã ba đường Cánh Cung kia. Bà ấy thì đã nhất định không nghe, bà còn cứ bù lơ một cái mồm lên tôi mới... Mới cái gì mà mới? Đánh tôi rồi còn mới. Đánh nhưng mà đánh bà thì... À, em hiểu ra rồi. Em xin thưa với hai bác, trong điều kiện giao thông ở huyện Ân Thi còn có nhiều điều bất cập. Xã Phủng cũng đang tích cực tuyên truyền, vận động bà con hiến đất, hiến ruộng để mở rộng đường giao thông, đường ra đồng cho được rộng rãi hơn, thấy được lợi ích. Nhiều hộ gia đình trong xã đã tự nguyện hiến cả 100 m² đất mà không đòi hỏi gì đâu hai bác ạ. Đấy, thế nhà bà đã nghe ra chửa. Ừ, nói như con Tâm đây thì tôi còn nghe được, chứ cứ như ông ấy nhà tôi như bà ấy. Thế mà cũng vào ban vận động của xã cơ đấy. Cuối cùng em rất mừng, bác gái cũng hiểu ra rồi. Có những người tâm huyết và thấu đáo như bác Thịnh đây thì nhất định cuộc toàn dân chung tay xây dựng nông thôn mới
ở xã Phủng sẽ thành công đấy hai bác ạ. Này, Đậu ơi, cái cô hòa giải đã sinh gái này nói đâu ra đẩy đâu, Đậu nha. Lam chào bác Đậu. Dạ, có thần mà. Việc ta giao cho hai người đi tìm hiểu về phong trào xây dựng nông thôn mới ở huyện Ân Thi. Hai người đã làm được đến đâu rồi? Dạ, khởi bẩm Ngọc Hoàng à. Sau một thời gian không quản lắng mưa, sát cánh với người nông dân huyện Ân Thi, xã Phù Ủng, chúng thần đã có kết quả rồi đấy à. Có kết quả rồi đấy à. Được, cho mời hội nông dân xã Phù Ủng vào chầu. Cho mời hội nông dân xã Phù Ủng vào chầu. Mời hội nông dân xã Phù Ủng vào chầu. Dạ, hội nông dân xã Phù Ủng xin kính chúc Ngọc Hoàng vạn tuế, mãi khỏe như thế à. Mãi khỏe như thế à. Ta miễn lễ. Vậy ngươi hãy báo cáo đi. Dạ, thần xin báo cáo qua một bài vẻ ạ. Lại còn có cả vè nữa. Vâng. Hay, mau báo cáo ta nghe. Vè nghe vè tiêu chí. Cùng nghe cho kỹ tất cả hội viên chung sức thành công xây nông thôn mới. Quy hoạch đất đai triển khai hạ tầng cải tạo môi trường chuẩn nông thôn mới. Điện đường trường trạm thủy lợi kênh mương. Chia lại ruộng lương, mỗi nhà là hai mảnh. Mỗi nhà hai mảnh. Y tế dân sinh thu nhập bình quân. Xóa đói giảm nghèo, nâng dần đời sống. Nâng dần đời sống. Được lắm. Ta khá khen cho hội nông dân xã Phù Ủng và cả Lam Tàu Bắc Đẩu nữa. Dạ, vâng à. Buổi chầu kết thúc tại đây, ta tuyên bố bãi chiều. Bãi chiều. Nào, các khanh, hãy cùng ta đi du ngoạn thăm cảnh sắc xây dựng nông thôn mới của xã Phù Ủng, huyện Ân Thi. Cùng thần dân trăm họ đón chào xuân Canh Tí nào. Ngọc Hoàng vạn tuế. Xin chúc mừng đội tuyển Phù Ủng đã thực hiện xong phần thi của mình. Sau đây xin mời đội tuyển Thúc Kháng ra thể hiện có tiểu phẩm Thúc Kháng Phù Ủng nghĩa nặng tình thân. Xin mời quý vị bà con chúng ta cùng thưởng thức. Bực không chịu được, lo hàng lần này lại bị cái lão phú ở bên Phù Ủng lõng tay chân mất. Bao năm nay dòng họ Nguyễn của Thúc Kháng và dòng họ Lê của Phù Ủng đã không đợi trời chung, gánh nhau từng tí một. Bao nhiêu lần ở bên mình giành được mà lần này lại chịu thua, bực quá, bực không chịu lỗi. Mẹ có chuyện muốn nói với con đây. Dạ, con cũng có chuyện muốn thưa với mẹ đấy ạ. Thế có chuyện gì anh nói trước tôi nghe xem nào. Dạ, thưa mẹ là con muốn lấy vợ mẹ. Ôi dồi ôi, vui quá rồi, năm nay 30 tuổi rồi còn gì nữa. Thế con định lấy đứa nào? Dạ, con thưa mẹ là con và cô ấy quen nhau từ hồi học đại học mẹ. Thế hả? Cô ấy rất tốt ạ. À thế tốt quá. Và chúng con cũng rất hợp nhau mẹ. Ôi dồi ôi, vui quá. Con lớn rồi, mẹ tin tưởng ở con. Nếu con chọn được người con ưng ý thì mẹ cũng đồng ý ngay. Thế để con hẹn gặp gia đình cô ấy, rồi mẹ thưa chuyện giúp con mẹ nhé. Được rồi, con cứ sắp xếp đi, càng sớm càng tốt nhé. Mẹ cũng nóng lòng muốn con cháu bé lắm rồi đấy. À mà mẹ có chuyện muốn nói với con mà. Không có chuyện gì đâu. Chuyện con nói mẹ vui quá quên hết rồi. Đến nhà người yêu con rồi mẹ. Thế hả? Vâng. Ở đây đi vào luôn đi, mẹ cũng mừng quá cả lên đây này. Con bảo đây là người yêu của con à? Dạ vâng ạ. Thế anh đợi lấy cái con bé này là vợ anh à? Ồ, dạ vâng ạ. Tôi không đồng ý. Tôi cũng không đồng ý. Tại sao ạ? Nghĩa là các anh, các chị không biết chuyện mâu thuẫn của hai dòng họ. Hai thôn đã đối đầu nhau bấy lâu nay, không đội trời chung. Bây giờ tôi có đồng ý thì trong họ cũng không thể đồng ý dừng lại ngay, không yêu thương gì cả. Chuyện của hai con hãy dừng lại đi, sẽ không ai chấp nhận đâu. Dạ thưa bác, thưa mẹ,
Chuyện của hai dòng họ chúng con đã biết ạ. Chúng con đã suy nghĩ rất nhiều về việc đó và chúng con thấy là mối thâm thù ấy nên kết thúc ạ. Con thưa bố, con thưa bác, đúng vậy ạ. Chúng con không muốn vì mâu thuẫn xưa kia mà ảnh hưởng đến tình yêu và hạnh phúc của chúng con cũng như là của nhiều thế hệ sau này ạ. Các anh, các chị giỏi thật. Được ra ngoài ăn học, do vệ sinh dạy khôn chúng tôi à. Các anh, các chị muốn làm gì thì làm nhá, còn tôi bảo không là không. Dạ thưa bác ơi, bác hay hiểu và thương chúng con vậy ạ. Chúng con thực sự yêu thương nhau mà. Thương gì mà thương, thương cô để cái xương tôi không quả lấy. Thực sự chúng con không thể rời xa nhau đâu mẹ. Thế thì anh rời xa mẹ anh đi, anh rời xa cái dòng họ này đi, anh rời xa cái đất Thúc Kháng này đi, rồi muốn đi đâu thì đi, cho tôi đỡ khổ. Kìa mẹ nói gì vậy, chúng con thực sự rất yêu thương nhau. Mà giờ cô ấy đã có thai với con rồi, nên nhất định chúng con phải cưới nhau mẹ. Ôi giời ơi là giời, các anh các chị làm chuyện gì thế này? Nếu chuyện này trong họ không các bà mà biết được thì gia đình nhà mình chỉ có mà bán sứ, nhục ơi là nhục. Mọi người không phải bán sứ đi đâu hết. Sao bác trưởng họ lại sang đây? Bác không biết chuyện chứ, có chuyện Tây Đình rồi bác ơi. Chúng cháu chào hai ông ạ. Chào ông bà và hai cháu. Chuyện gì thì chuyện, tôi mời hai ông mấy bà vào đây uống nước rồi sẽ bàn sau. Báo cáo với bà Khánh là tôi và ông Đoàn trưởng họ bên này cũng đã được cháu Dung và cháu Thực kể hết sự tình từ lâu rồi. Hai đứa chúng nó mới tìm hiểu với nhau, chúng tôi cũng đã phản đối kịch liệt đấy, nhưng thấy hai đứa nó thực sự yêu thương nhau, lại còn giúp đỡ nhau trong công việc làm ăn, nên tôi và ông Đoàn thấy không nên chia rẽ chúng nó làm gì mà tội nghiệp. Nghề kim hoàn chạm bạc, hai đứa chúng nó đã từ lâu xuất được rất nhiều đơn hàng trong nước, mà còn xuất được cả sang nước ngoài đều nhờ vào chúng nó cả đấy. Chúng nó có học, có hành cũng khác. Chúng nó nói tiếng Anh như gió. Chính nhờ chúng nó mà làm lan tỏa nghề kim hoàn của hai xã ta đấy. Gom hải bác cứ lỗi quá chứ, chúng nó thì làm được cái gì? Ồ, thế như vậy là bà Khánh nghĩ sai rồi. Bọn trẻ bây giờ chúng nó khác xa chúng ta nhiều. Chúng nó, hai đứa chúng nó đã tìm hiểu thị trường, nghiên cứu được nhiều mẫu mã mới lạ, sau đó về trình lên hai dòng họ. Và chính vì vậy mà cái nghề kim hoàn của hai xã chúng ta được khẳng định là đẳng cấp trong nước, và thậm chí là còn được vinh danh là thương hiệu đẳng cấp nữa cơ đấy. Trong quá trình sản xuất, bên dòng họ nhà chúng tôi có gì vướng mắc thì cháu Thực đây nó lại nhờ bên dòng họ Lê bên Phụ Ủng thông qua cháu Dung đấy. Và ngược lại, bên dòng họ Lê bên Phụ Ủng có gì mà khó khăn vướng mắc thì cháu Dung nó lại đứng ra, nó nhờ bên dòng họ nhà chúng tôi thông qua cháu Thực đấy. Hai đứa chúng nó đã ngấm ngầm kết nối cả hai dòng họ của hai địa phương lại với nhau. Với tư cách là một trưởng họ, tôi và ông Kết cũng rất nhiều lần gặp nhau, mong ông bà hợp tác, hợp thành cho các cháu. Tôi cũng xin thông báo cho ông Phú và bà Khánh biết, hiện nay là lại có một cái đơn hàng mới mà trị giá những 4 tỷ đồng cơ đây này. Tôi và ông Đoàn đây cũng đã thống nhất với nhau là phải hợp lực hai giữa hai dòng họ và tập trung những tay nghề giỏi thì mới có thể hoàn thành được. Bởi vì là họ yêu cầu tao là phải hoàn thành trước Tết Nguyên đán này. Vậy tôi cũng xin thông báo cho ông Phú và bà Khánh biết là có được cái đơn hàng trị giá này cũng là nhờ hai đứa trẻ này cả đấy. Nên ông Phú và bà Khánh như thế nào? Hai bên đã nhiều năm mâu thuẫn, theo tôi thì cũng nên hóa giải. Thời buổi hiện đại bây giờ mà cứ ôm cứ những thù hận cũ thì làm sao phát triển được. Qua đây tôi cũng mong gia đình bà Khánh nhìn xa trông rộng cho hai cháu đi lại. Hai gia đình đoàn kết cũng sẽ giúp cho hai địa phương đoàn kết. Tôi nói thế có phải không ai ông trưởng tộc họ? Được vậy thì tốt. Vậy quá. Thì nhất trí, tôi xin nhất trí ngay. Nghĩ đi, nghĩ lại, việc đoàn kết giữa hai địa phương đã mang lại nhiều lợi ích lớn hơn cả. Hai ông trưởng họ đã có ý kiến rồi, gia đình ông Phú đây cũng có ý kiến rồi.
tôi không còn gì để nói nữa. Nhất trí ngay. Vậy là từ nay hai địa phương là một, cùng nhau phát triển làng nghề, xây dựng quê hương giàu mạnh em nhỉ? Vâng, vậy là năm nay gia đình chúng ta sẽ đón một cái Tết thật đầm ấm và vui vẻ hơn mọi năm anh nhỉ? Thế thì tốt rồi, tốt rồi. Nhân ngày vui hôm nay, tôi cũng xin có mấy vần thơ để gửi tặng đến bà con, để xóa bỏ những chuyện cũ và hướng tới tương lai được tốt đẹp hơn. Tôi xin đọc cho mọi người nghe nhé. Hai quê như bức họa đồ, cận Giang gần Thị tha hồ ta đi, Bình Giang sánh với Ân Thi, chung tay xây dựng cũng vì tương lai. Hôm nay tôi có xin phép hai ông trưởng họ, xin phép gia đình ông Phú, tôi có cơi dầu, bao thuốc để sang kính cáo mấy tổ tiên và xin phép ông bà để cho con trai tôi là cháu Thực được sang tìm hiểu. Cháu Dung là con gái ông, xin ông nhận giúp. Qua ý kiến của bà Khánh, lại có hai ông trưởng họ đây, tôi cũng xin chấp nhận. Xuân vui năm nay đất nước chúng ta đổi thay, là ơn đảng bác khắp nơi rộn ràng. Muôn sắc hoa ngát hương giữa trời quê ta, muôn sắc hoa ngát hương giữa trời quê ta. Đàn bồ câu trao nghiêng lên vòng xuân, mà nước về màu vàng về làn gió mới năm không dừng khắp nơi. Anh em có nghe mây reo không chỉ xin rồi, đi đến đâu cũng nghe hương trời đẹp tươi. Mừng mùa xuân sang vui mà mọi em vui hát anh đàn cùng. Xin chúc mừng cả hai đội đã hoàn thành xong phần thi của mình. Sau đây chúng ta sẽ đến với số điểm mà ban giám khảo dành cho hai đội. Trước tiên là số điểm mà ban giám khảo dành cho tiểu phẩm của xã Phù Ủng. 9, 9 và 10. Xin chúc mừng xã Phù Ủng. Tiếp theo xin mời ban giám khảo sẽ cho điểm tiết mục của đội Thúc Kháng. 9, 9 và 10. Vâng, xin được chúc mừng cả hai đội đã giành được những điểm số rất cao trong phần thi lưu giữ hồn quê. Chúng ta sẽ đến với trò chơi bịt mắt đập niêu. Ở trò chơi này, mỗi đội sẽ cử ra 3 thành viên. Và nhiệm vụ của các thành viên đó là bị bịt mắt và đứng từ vạch xuất phát mà nơi chúng tôi đang đứng đây, tiến về phía những chiếc niêu đang được treo và yêu cầu là phải đập trúng niêu thẳng gậy và niêu phải vỡ thì mới được tính là một lần đập trúng. Mỗi người chơi sẽ có một lượt đập niêu duy nhất. Đội nào đập được trúng nhiều niêu nhiều hơn thì đội đó sẽ giành được chiến thắng. Bên tay trái của Khánh Ly là các thành viên đến từ đội Phù Ủng trong trang phục màu đỏ. Và bên cạnh Đăng Mạnh trong trang phục áo màu nâu chính là 3 thành viên của đội Thúc Kháng. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với lượt chơi đầu tiên của đội Phù Ủng và một thành viên của đội Thúc Kháng sẽ bịt mắt cho đội Phù Ủng. Chúng ta sẽ đến với lượt chơi đầu tiên của đội chơi Phù Ủng. 3, 2, 1, xin mời! Chúng ta sẽ cùng đến với lượt chơi đầu tiên của đội Thúc Kháng. Xin mời anh. Dạ, không giỏi liêu ạ. Dừng tay ạ. Mình đã phạm luật rồi ạ. Ta hãy cổ vũ thật lớn cho lượt chơi thứ hai của đội Phù Hùng. 3, 2, 1, xin mời. Thưa khán giả, lắng nghe chỉ dẫn. Chúng ta sẽ đến với lượt chơi thứ hai của đội Thúc Kháng. Xin mời anh. Quý vị khán giả có thể nhắc cho người chơi của mình ạ. Lượt chơi tiếp theo của đội Phù Ủng cũng sẽ đập được trúng niêu. Đề nghị chúng ta được nhắc nhưng không được tiến lại. Chúng ta sẽ cùng đếm lượt chơi tiếp theo của đội Thúc Kháng.
Thưa quý vị bà con, như vậy là trò chơi bịt mắt đập niêu, đội thúc kháng là đội đã giành được chiến thắng với một lần đập trúng niêu. Xin chúc mừng đội thúc kháng ạ. Thưa quý vị bà con, tiếp theo chúng ta sẽ cùng đến với trò chơi bắt trạch trong chum. Ở phần chơi bắt trạch trong chum, mỗi đội sẽ cử ra hai thành viên, một nam một nữ. Bên tay trái của Khánh Ly, người nam trong trang phục màu nâu, nữ trong trang phục áo màu xanh là các thành viên đến từ đội chơi thúc kháng. Và bên cạnh Đăng Mạnh, thành viên nữ trong trang phục áo màu vàng và thành viên nam trong trang phục áo màu đỏ chính là hai thành viên của đội Phù ủng. Nhiệm vụ của các thành viên đó là trong vòng 3 phút sẽ phải bắt thật nhiều trạch ra thau của mình. Đội nào bắt được nhiều trạch hơn thì đội đó sẽ giành được chiến thắng. Bây giờ thì xin mời các thành viên nữ chúng ta sẽ đổi vị trí ạ. Chúng ta mang thau của mình sang vị trí cùng với thành viên nam của đội bạn. 3 phút dành cho hai đội bắt đầu. Nữ của Phù ủng rất là nhanh tay ạ. Bắt trạch bằng bốc tay luôn ạ. Vâng, rất là nhiều trạch ạ. Vâng, rơi ra ngoài nhiều hơn là vào thau. Chúng tôi sẽ không tính những con trạch rơi ra ngoài đâu ạ. Vì vậy mà khi mà đã bắt được trạch rồi thì chúng ta phải khéo léo thả trạch vào trong chậu ạ. Thôi qua thật là nhanh và bây giờ chúng ta cùng đếm ngược ạ. 5, 4, 3, 2, 1, hết giờ. Vâng. Vâng, xin mời các thành viên nữ chúng ta sẽ mang thau trạch của mình trở về cùng với thành viên nam ạ. Dạ vâng, chúng ta sẽ đến với số trạch mà đội tuyển thúc kháng bắt được ạ. Xin mời anh ta sẽ cùng đếm ạ. 1, 2, 3, 4, 5, vâng, bên này mình sẽ cùng 6, đếm đi ạ. 8, 9, 10, 72. Dạ vâng, được rồi ạ. Thưa quý vị bà con, là bên này đếm sau nhưng mà đếm rất nhanh. Đội Phù ủng đã bắt được số trạch là 72 con thưa quý vị. Và bên này thì chúng ta cũng đã đếm đến 72 rồi nhưng trong thau thì vẫn còn trạch. Như vậy là xin được chúc mừng đội tuyển thúc kháng đã giành chiến thắng trong phần thi bắt trạch trong chum. Thưa quý vị bà con, và tiếp theo chúng ta sẽ cùng đến với trò chơi kéo co. Ở trò chơi này mỗi đội sẽ cử ra 10 thành viên, 5 nam và 5 nữ. Chúng ta sẽ có 3 hiệp kéo, đội nào thắng 2 thì đội đó sẽ giành được chiến thắng chung cuộc. Và ở lượt kéo co đầu tiên, xin giới thiệu với quý vị ở phía bên tay phải của tôi đây chính là các thành viên của đội Phù ủng. Và bên tay trái của tôi chính là các thành viên của đội thúc kháng. Xin mời các thành viên của hai đội chúng ta chuẩn bị ạ. 3, 2, 1, bắt đầu. Vâng, chúc mừng thúc kháng, chúc mừng thúc kháng. Thưa quý vị bà con, như vậy là ở lượt kéo co đầu tiên, các thành viên của đội thúc kháng đã rất nhanh chóng giành được chiến thắng. Và bây giờ thì hai đội đã đổi bên để bước vào lượt kéo thứ hai. 3, 2, 1, bắt đầu. Vâng, xin được chúc mừng thúc kháng. Thúc kháng rất khỏe, chỉ với hai lượt chơi thôi thì đã giành được chiến thắng chung cuộc. Chúc mừng thúc kháng đã giành chiến thắng trong phần thi kéo co. Chương trình Lưu Giữ Hồn Quê chào xuân canh tí của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên giữa hai xã Phù ủng của huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên với xã Thúc Kháng, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương đã khép lại sau 4 phần chơi vô cùng hấp dẫn và sôi động. Trong sân chơi ngày hôm nay, đội tuyển xã Phù ủng đã rất xuất sắc, giành được số điểm là 68 điểm. Xin chúc mừng xã Phù ủng. Và trong chương trình ngày hôm nay, đội Thúc Kháng đã giành được số điểm là 71 điểm. Xin được chúc mừng Thúc Kháng. Sau đây chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu và kính mời nhà báo Hải Đăng, trưởng phòng khoa giáo Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên sẽ lên trao giải cho hai đội chơi. Quý vị bà con thân mến, chương trình Lưu Giữ Hồn Quê chào xuân canh tí 2020 của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên giữa hai đội Phù ủng huyện Ân Thi tỉnh Hưng Yên và Thúc Kháng huyện Bình Giang tỉnh Hải Dương đến đây xin tạm dừng. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Chúc mừng năm mới.